Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cái phần hình học 12 và nội dung của phần hình học hôm nay là cái phần khối đa diện, ôn tập về khối đa diện. Trong phần này thì thầy chia ra làm nhiều giai đoạn. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cái phần 1. Và cụ thể đó là phần tính thể tích khối đa diện. Trong cái phần tính thể tích khối đa diện thì thầy chủ yếu tập trung vào những cái phần trọng tâm. Hôm nay thầy sẽ trình bày một số nội dung sau đây. Xét cái bài toán 1. Thể tích khối lãnh trụ có diện tích đáy B và có chiều cao H là. Thì ở đây bài toán đưa ra 4 cái đáp án như sau đây. Và cái đề bài này thầy trích ra từ cái đề thi chính thức Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 vừa rồi. Được. Cái bài toán này mục đích để giúp các em nhận biết, nhớ lại các công thức tính thể tích các khối đa diện. Do đó các em chỉ cần nhớ công thức tính thể tích khối lãnh trụ như thế nào thì sẽ chọn được đáp án đúng. Thì ở đây khối lãnh trụ có diện tích đáy B và có chiều cao H, do đó thể tích B của nó sẽ bằng là diện tích đáy nhân với chiều cao, chính là B nhân H. Do đó các em sẽ chọn đáp án B. Được. Và cái bài này nó đơn giản, chỉ sử dụng công thức để trả lời cái câu hỏi. Do đó thầy không có mô tả hình vẽ về khối lãnh trụ. Tiếp theo, các em sẽ xét cái bài tập số 2. Thể tích khối chóp có chiều cao H và diện tích đáy B là những đáp án nào sau đây? Ở đây có 4 đáp án. Thì cái bài này cũng tương tự như cái bài 1. Kiểm tra về công thức tính thể tích khối chóp như thế nào? Được. Do đó các em chỉ cần thuộc công thức và sẽ chọn được đáp án đúng ngay. Được. Thì các em nhớ thể tích khối chóp có chiều cao H và diện tích đáy B là V bằng 1 phần 3 nhân với diện tích đáy nhân với chiều cao, tức là 1 phần 3 nhân với B nhân H. Do đó các em sẽ chọn đáp án A. Và các em chú ý phân biệt công thức tính thể tích giữa khối chóp và khối lãnh trụ. Thể tích khối chóp thì có nhân thêm 1 phần 3. Còn thể tích khối lãnh trụ thì không có nhân thêm 1 phần 3. Tránh nhầm lẫn điều đó. Và tiếp theo sau đây thầy sẽ nhắc lại thế nào là khối lãnh trụ, thế nào là khối chóp và đáy chiều cao như thế nào. Các em sẽ xem. Thầy nói về cái khối lãnh trụ. Khối lãnh trụ tam giác chẳng hạn thì đáy nó phải là một cái tam giác và hai đáy nó là bằng nhau và mặt phẳng chứa hai đáy song song. Còn các cạnh bên thì song song và bằng nhau. Như trên hình thầy ví dụ đó là lãnh trụ tam giác thì các cạnh bên là AA', BB', CC', song song và bằng nhau.
Và hai đấy chính là hai cái tam giác ABC và tam giác A phẩy B phẩy C phẩy bằng nhau và nằm trên hai mặt phẳng song song. Tương tự như vậy, ta cũng có khái niệm về khối lăng trụ tứ giác, ngũ giác, vân vân. Còn chiều cao của khối lăng trụ đó chính là khoảng cách giữa hai đấy. Ta thường xác định chiều cao bằng cách chọn một điểm trên một mặt đấy và dựng vuông góc xuống mặt đấy còn lại. Hơn nữa, ta chọn ngay một đỉnh của đáy rồi dựng vuông góc xuống cái mặt đáy còn lại. Lúc đó ta sẽ xác định được chiều cao. Chẳng hạn như trên hình vẽ đó là AH, AH. Và lúc đó thể tích của nó V thì sẽ bằng là B nhân H. Tương tự, cái khối chóp tam giác, khối chóp tứ giác, khối chóp ngũ giác, vân vân, thì ở trên hình tại mô tả là cái khối chóp tứ giác thì đấy nó phải là một cái tứ giác. Và hình vuông góc, hình chiếu vuông góc của đỉnh S xuống cái mặt phẳng đáy ABCD thì chính là cái chiều cao của là cái khối chóp. Lúc đó thì thể tích của khối chóp V nó sẽ bằng 1/3 B nhân H. Tương tự cho khối chóp tam giác, đấy là tam giác, hay khối chóp ngũ giác thì đấy nó là một cái ngũ giác, vân vân, vân vân. Tóm lại, các em sẽ ghi nhớ thể tích khối lăng trụ có chiều cao H và diện tích đáy B là V bằng B nhân H. Thể tích khối chóp có chiều cao H và diện tích đáy B là V sẽ bằng 1/3 nhân với diện tích đáy B và chiều cao H. Bây giờ các em sẽ chuyển sang một cái bài tập số 3 cho khối lăng trụ đứng ABC chấm A phẩy B phẩy C phẩy có đấy là tam giác đều cạnh A nhỏ và AA phẩy bằng căn 3 nhân A. Người ta hỏi thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng số nào trong 4 đáp án sau đây. Thì các em thấy cái bài này người ta không có nói về là chiều cao, cho chiều cao như ở bài tập 1. Do đó muốn tính thể tích của khối lăng trụ đứng thì ta cần phải biết diện tích đáy và biết cái chiều cao. Lúc đó các em phải đọc lại cái đề để xem thử là bây giờ mình phải dựng chiều cao hay là chiều cao nó có từ đâu. Thì ở đây đề người ta cho là khối lăng trụ đứng, do đó các em chỉ nhớ lại kiến thức về lăng trụ đứng. Tiền thầy nói sơ bộ, cái lăng trụ đứng nó có một cái tính chất đặc biệt, đó là cái cạnh bên của nó vuông góc với mặt đấy. Bởi vậy cái cạnh bên của nó cũng chính là chiều cao của khối lăng trụ đứng. Ở đây các em sẽ xem cái hình. Thì các cạnh A phẩy, B phẩy, C phẩy đều vuông góc với các đáy. Do đó nó cũng chính là cái chiều cao. Và đề bài người ta đã cho A phẩy bằng căn 3A. Như vậy chứng tỏ ta đã biết được chiều cao.
của cái khối lãnh thổ đứng này. Được. Tiếp tục. Tiếp tục. Ta phải tìm thêm cái diện tích đấy nữa. Được. Thì ở đây, đấy nó là tam giác đều cạnh A. Thì các em quá quen thuộc với công thức tính diện tích của một tam giác đều có cạnh đã cho trước. Ở đây cạnh bằng A thì diện tích của là tam giác đều sẽ bằng là A bình phương căn 3 trên 4. Như vậy ta cũng có được cái diện tích đáy của cái lăng trụ đứng này. Do đó ta sẽ dùng công thức thể tích V thì sẽ bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Thì sẽ ra được là thể tích khối lăng trụ. Thì ở đây ta sẽ nhân cho là gì? Nhân cho A bình phương căn 3 trên 4 nhân với là căn 3 nhân A. Do đó ta sẽ có được cái đáp án chính là đáp án A bằng 3A mũ 3 trên 4. Do các bài tập này nó đơn giản nên thầy không có ghi cụ thể cái bước tính toán, mục đích để các em tập nhẩm nhanh khi làm bài trắc nghiệm, đúng không? Khi nào tính toán phức tạp thì các em sẽ tính toán, lúc đó thầy sẽ trình bày thêm cái phần tính toán bên cạnh. Tiếp theo, các em sẽ xét cái bài tập số 4. Thầy sẽ đọc đề. Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh A và chiều cao bằng 2A. Người ta hỏi thể tích khối chóp đã cho bằng những số nào sau đây trong 4 đáp án sau. Thì cái bài này ta có thể không cần dĩ hình cũng được. Được. Vì chiều cao người ta đã cho độ dài bằng 2A. Được. Do đó ta chỉ cần tính thêm cái diện tích đáy thôi. Diện tích đáy thôi. Được. Ở đây đáy là hình vuông cạnh A. Do đó các em sẽ dễ dàng tính được diện tích của hình vuông. Đáy là bằng A bình phương. Rồi các em sẽ nhân với chiều cao và nhân thêm 1/3. Thì sẽ ra được là thể tích của khối chóp. Đây thì thầy mô tả cái hình vẽ cho thấy, chứ thực ra thì hình vẽ này cũng không cần thiết, không cần thiết. Do đó ta lấy A bình phương nhân cho là 2A, chính là 2A mũ 3, rồi nhân thêm 1/3 nữa, đúng không? Do đó ta sẽ có được đáp án B. Sau khi làm hai bài tập 3 và 4 thì các em cần để ý cái điều sau đây rất hay dùng, đó là diện tích của một tam giác đều cạnh A. Thầy sẽ nhắc lại, S diện tích tam giác đều cạnh A thì sẽ bằng là A bình phương nhân cho căn 3 chia 4. Còn diện tích của hình vuông cạnh A thì S sẽ bằng A bình phương. Rất thông dụng, rất hay dùng. Do các em sẽ ghi nhớ cái điều này. Tiếp tục ta xét bài toán số 5. Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng A, cạnh bên gấp 2 lần cạnh đáy. Thể tích của khối chóp đã cho bằng những số nào sau đây? Ở đây có 4 đáp án. A, B, C, D.
Sau khi đọc đề thì các em sẽ nhận xét một điều, ở đây là nói đến khối chốt tứ giác điều. Do đó thầy sẽ nhắc lại khối chốt tứ giác điều là gì. Khối chốt tứ giác điều là cái khối chốt mà đấy nó phải là một cái hình vuông, các cạnh bên bằng nhau, và cái chiều cao vẽ từ đỉnh vuông góc xuống mặt đấy thì cái chân của nó trùng với tâm của đấy. Nên các em chú ý tính chất đó để nhận biết ngay cái chiều cao của khối chốt tứ giác điều. Đây, các em sẽ là vẽ hình vẽ ra thì em sẽ thấy là cái đường SH chính là chiều cao của cái hình chốt, chắc chắn rằng nó sẽ vuông góc với là đấy rồi, đúng không? Còn tâm của là cái hình vuông chính là giao điểm hai đường chéo AC và BD. BD nên các em chỉ việc là nối SH lại thì ta chỉ có nghe được cái đường cao của là cái khối chốt tứ giác điều. Một cái đặc điểm thứ hai nữa là cái khối chốt tứ giác điều thì các cạnh bên của nó đều bằng nhau, cái là SA bằng SB bằng SC bằng SD. Do đó ở đây khi tính toán thì ta dùng cái cạnh bên nào cũng được, cạnh bên nào cũng được. Tiếp tục ta lại đọc đề, và muốn tính thể tích của khối chốt thì ta cần phải biết được cái diện tích đấy và cái chiều cao. Ở đây thì đấy là hình vuông rồi, cạnh bằng A, nên diện tích ta tính được. Tiếp tục ta cần phải tính chiều cao SH. Thì ở đây người ta lại không cho chiều cao, không cho chiều cao, mà người ta lại cho cạnh bên gấp hai lần cạnh đấy. Như vậy ta sẽ biết được cạnh bên của khối chốt này sẽ bằng 2A, tại vì cạnh đấy của khối chốt là bằng A rồi, do đó cạnh bên của khối chốt này bằng 2A. Ở đây các em lại để ý thêm một tính chất nữa, là khi một hình vuông mà đã biết cạnh rồi thì lúc nào ta cũng tính được cái đường chéo của nó. Chẳng hạn hình vuông ABCD này có cạnh bằng A rồi thì cái đường chéo AC và đường chéo BD bằng nhau và sẽ bằng là A căn 2. Các em thuộc luôn, rất đơn giản, đúng không? Thuộc luôn. Và hai đường chéo của hình vuông thì cách nhau tại trung điểm mỗi đường, do đó em cũng có thể tính được cái thằng là cái độ dài AH, độ dài AH là bằng một nửa AC, tính được chính là bằng là A căn 2/2. Tiếp tục ta tính SH thì thường tính độ dài một đoạn ảnh thì ta thường là ghép cái đoạn ảnh nó vào trong một cái tam giác vuông hay tam giác thường nào đó, đúng không? Ở đây thì ta thấy là ghép vào được trong tam giác vuông SAH. Và trong một tam giác vuông nếu biết được hai yếu tố về độ dài, đúng không, thì ta có thể tính được các yếu tố còn lại, đúng không? Hoặc là biết được một yếu tố độ dài và một yếu tố về góc thì ta sẽ dùng tỷ số đường giác để tính các yếu tố còn lại. Còn ở bài này thì ta biết được là hai yếu tố về độ dài là SA bằng 2A và AH thì bằng là A căn 2/2. Do đó biết được hai yếu tố về độ dài nên ta sẽ dùng định lý Pythagore để tính cái độ dài còn lại. Còn ở đây thầy nói thêm là tại sao tam giác SAH vuông, thì do là hồi nãy mình biết tính chất về khối chốt tứ giác điều thì cái đường cao SH vuông góc với mặt phẳng đấy ABCD, mà một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng thì nó sẽ vuông góc mọi đường nằm trong mặt phẳng đó. Do đó SH sẽ vuông góc với AC hay là SH vuông góc với AH, nên tam giác SAH vuông góc tại H. Từ đó ta sẽ dùng định lý Pythagore để tính được SH bằng căn bậc 2 của SA bình phương trừ đi AH bình phương,
Và các em chỉ cần thay số vào và tính ra được bằng là A căn 14 trên 2. Như vậy, ta đã tìm được chiều cao của khối chốt tứ giác đều SH. Và diện tích đáy của nó là một cái hình vuông cạnh A, nên diện tích đáy của nó bằng là A bình phương. Nên các em chỉ cần là lấy A bình phương nhân với A căn 14 trên 2 và nhân thêm 1 phần 3 nữa sẽ ra được thể tích của khối chốt. Do đó ta sẽ chọn đáp án D. Và bài giảng của chúng ta hôm nay sẽ tạm dừng tại đây, giải lao khoảng 10 phút. Sau đó thầy sẽ quay trở lại tiếp tục về cái nội dung ôn tập về khối đa diện. Trở lại. Chào các em giải lao.